Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr Hello. Money. Hôm nay Kevin ở nhà cho nên là mình rủ Kevin lên đây để mình nói chuyện một chút. Bởi vì Kevin vừa tròn 18 tuổi cho nên là mình sẽ hỏi xem là Kevin cảm thấy như thế nào khi mà bước sang tuổi 18. Kevin thì biết nói một chút xíu tiếng Việt thôi nha cả nhà, bởi vì đi học thì nói tiếng Đức nhiều hơn và về nhà thì nhiều khi mình cũng hay nói tiếng Đức đó, cho nên là Kevin chỉ nói được từng từ thôi chứ không có nói được nguyên câu. Mình sẽ hỏi Kevin xem là Kevin biết từ gì ha. Con bao nhiêu tuổi? Con mỗi 8 tuổi. Con 18 tuổi. Kevin chỉ biết nói những cái câu ngắn như như vậy thôi mọi người, hoặc là mình hỏi là con tên gì thì Kevin là biết trả lời. Bây giờ thì mình sẽ hỏi Kevin xem là Kevin cảm thấy như thế nào khi mà bước sang 18 tuổi. Wie fühlst du dich, als du 18 geworden? Ja, ich habe gemerkt, mit 18 ändern sich so viele Sachen, dass man halt mehr Verantwortung für sich trägt oder halt, dass man viel mehr Sachen mit 18 tun kann. Aber so vom Gefühl her hat sich jetzt nicht viel verändert. Es ist wie, als würdest du jetzt zum Beispiel 16, 17 werden. Okay. So vom Gefühl her hat sich nichts geändert, außer dass du halt weißt, Okay. du hast mehr Sachen zur Verantwortung. Sozusagen. Kevin vừa nói là khi mà bước sang 18 tuổi thì là có nhiều trách nhiệm hơn, bởi vì như ở Đức á, mình nói một chút xíu ha, ở Đức thì khi mà 18 tuổi đó là phải chịu trách nhiệm mọi thứ khi mà làm cái gì đó, bởi vì 18 tuổi là đã trở thành một công dân đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Và Kevin nói là khi mà bước sang 18 tuổi thì biết là có nhiều quyền lợi và nghĩa vụ, nhưng mà cái cảm cảm xúc thì nó cũng không có gì khác như là lúc 16 và 17 tuổi, thì cũng cảm thấy như vậy thôi. Chắc là vẫn nghĩ là mình còn nhỏ chứ chưa có nghĩ là mình là người lớn. Ở Đức thì khi mà con cái bắt đầu 18 tuổi đó là cha mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Con có quyền được tự quyết định mọi thứ. Ví dụ như là con mình vừa 18 tuổi thì ngân hàng đã gọi điện đến để là ký tên rồi mở tài khoản. Nên nói chung là chẳng hạn như là tài khoản trước đây mình mở ra cho con thì là cha mẹ quản lý, cha mẹ ký tên. Nhưng mà khi mà con vừa 18 tuổi đó là ngân hàng họ đã gọi con mình đến mà họ cũng không cần hỏi ý kiến mình nữa. Họ chỉ liên lạc với con mình và họ gọi đến để ký tên và họ tư vấn là làm những cái gì đó. Thì 18 tuổi ở Đức là được quyền quyết định mọi thứ mọi người. Und was hast du dann mehr gemacht als du 18? Ist jetzt nicht so viel. Ich musste halt einmal zur Bank wegen verschiedener Verträge, die ich jetzt unterschreiben konnte, weil ich ja 18 bin. Und sonst, ja gut, für mich halt mal ein paar Sachen bestellt, weil ich das jetzt selber darf. Ja, und das war's schon. Mình vừa hỏi là Kevin đã làm gì khi mà bước sang tuổi 18, thì Kevin nói là Kevin chỉ là đi tới ngân hàng rồi ký giấy rồi đặt mua hàng trên mạng. Nói nha mọi người, tức là trước đây khi mà trước 18 tuổi là không được phép tự mua hàng, mua đồ đạc, còn bây giờ là tự được phép mua, cho nên là mình là cha mẹ mình cũng không có cấm cản gì được đó mọi người. Bây giờ là tự quyền quyết định đó. Có nhiều thanh niên, có nhiều em ở Đức thì khi mà 18 tuổi là muốn dọn ra riêng rồi, cho nên là cha mẹ có muốn cản, có muốn cấm cái gì cũng không được. Con mình thì chưa có muốn ra riêng. Willst du schon ausziehen về mit 18? Nee, da ist mein ganzes Geld dann weg. Also erstmal würde ich sagen, ich lebe hier noch ein paar Jahre oder so, noch ein paar Jahre nach der Ausbildung und dann schaue ich mal. Mình vừa hỏi Kevin là Kevin có ý định là chuyển nhà đi ra ngoài ở hay không? Bởi vì ở Đức thì có rất là nhiều bạn nhỏ là muốn là 18 tuổi là được tự do đó, cho nên là dọn ra ở riêng. Nhưng mà Kevin thì nói là không có dọn ra ở riêng, tại vì ở chung với cha mẹ đó là còn tiết kiệm được tiền á, bởi vì chắc Kevin đi học nghề rồi thì là có lương hàng tháng, cho nên là nếu như ra ngoài ở đó thì cái tiền lương đó sẽ hết sạch, cho nên là dự tính là sẽ ở vài năm nữa với ba mẹ đó. Thì mình cũng muốn chia sẻ là ở Đức đó thì khi mà con 18 tuổi thì dù là ở chung đó nhưng mà mình cũng không có
nói gì được nhiều á mọi người, bởi vì có quyền quyết định mọi thứ đó. Và cái tiền đi chẳng hạn như là đi học nghề có lương thì là cũng giữ hoàn toàn và tự được phép tiêu xài, cho nên là tiêu xài cũng khá là thoải mái và không có biết tiết kiệm gì hết, cho nên là vẫn muốn là ở chung với cha mẹ để cái tiền đó có thể là tự do tiêu xài đó. Chứ còn nếu mà đi ra ngoài tự thuê nhà đó thì cái tiền lương mà học nghề đó thì không có đủ cho chi tiêu hàng tháng đó, cho nên là vẫn ở đây, vẫn ở chung với cha mẹ. Và còn có lần nói là con chưa có muốn ra ngoài, bởi vì ra ngoài rồi ai nấu cho con ăn, bởi vì ở nhà thì có mẹ nấu cho ăn đó. Cho nên là dự tính là vài năm nữa sau khi mà học xong nghề đó, thành nghề rồi thì mới đi ra ngoài. Đó, thì mình cũng xin chia sẻ là tại vì hôm trước cũng có bạn hỏi đó là dạy con lấy chồng nước ngoài đó thì dạy con có khó hay không, thì mình nghĩ là cũng hơi hơi khó, bởi vì ở Việt Nam mình ví dụ như là nói là con cái không được cãi, còn như ở sống ở phương Tây ấy, thì là con cái lại có quyền cãi và mình thì không có quyền đánh con cái. Nếu như mà mình đánh con cái là con có thể kêu cảnh sát tới và rất là phiền phức, cho nên là mình cũng không được phép đánh con cái. Rồi khi mà lớn lên đó thì đó, nói chung là mình cũng có những cái hình phạt chẳng hạn như là cấm chơi game, hoặc là cấm, hoặc là mỗi tháng mà cho tiền túi đó, thì nếu mà hư thì giảm cái tiền túi đó. Đó thì những cái hình phạt như vậy thôi, chứ còn mình thì không có được phép đánh. La rầy thì dĩ nhiên là có, đánh thì chẳng hạn như là tét vào mông hay gì đó rồi thôi, chứ còn không có được cầm cây đánh. Đó là cấm ở Đức, là không có được đánh con. Bởi vì khi mà con cái mà đi học mà vào trường học đó mà cô giáo mà phát hiện mà có dấu vết, hoặc là đi khám bác sĩ mà có dấu vết thì họ cũng gọi cảnh sát. Cho nên là ở Đức thì dạy con mình cũng phải nhường nhịn con khá nhiều á mọi người. Thì mình cũng phải vừa kèm cặp, mình cũng vừa nghiêm khắc nhưng mà cũng phải vừa thả lỏng, và mình cũng phải theo dõi con sát sao để tránh những cái trường hợp xấu. Còn cấm thì mình không có thể là cấm hoàn toàn, ví dụ như là con đi chơi thì mình cũng không thể nói là không cho đi chơi, hoặc là đó như bây giờ 18 tuổi vừa nãy vừa nói là đặt hàng trên mạng đó, thì những cái đồ gì mà mình không có vừa ý thì mình cũng nói, nhưng mà mình chỉ nói được thôi mọi người, chứ còn mình cũng không có cấm được á. To cut side Chưa có bằng gái. and mình vừa ghẹo Kevin nói là có rất là nhiều cô chú anh chị rồi các bạn hỏi là Kevin có bạn gái chưa, thì Kevin nói là chưa có bạn gái. Kevin thì rất là dễ tính, ăn uống cũng rất là dễ, thì có nhiều bạn hỏi là có ăn được đồ Việt không, thì Kevin ăn được rất là nhiều đồ Việt, bởi vì Kevin thì rất là dễ, khi mà mình nói ăn thử cái gì cũng ăn, chỉ có bạn nhỏ đó thì là rất là kén ăn đó. Còn Kevin thì rất là dễ tính, rồi khi mà mình nói học tiếng Việt đó thì lúc nhỏ Kevin nói được tiếng Việt khá là tốt đó, rồi sau này mình ít nói tiếng Việt cho nên là lại nói tiếng Việt khá là ít. Bây giờ thì mình cũng đang cố gắng, mình cũng đã nói chuyện với Kevin là mình sẽ học mỗi ngày cứ từng từ thôi, nhưng mà sẽ cố gắng. Okay, you have gesagt du wirst jetzt auch mehr Vietnamesisch lernen jeden Tag dann. Fall, Con muốn học tiếng Việt. Còn muốn học tiếng Việt. Yeah. Richtig. Hast Okay. gut gesagt. Ja, geht so. Geht besser. Thôi bây giờ thì mình chỉ có một cái video ngắn ngắn vậy thôi. Bây giờ thì Kevin lại phải tiếp tục lên mạng học rồi. Tiếng Đức gọi là homeschooling ấy. Homeschooling, học từ nhà, bởi vì học nghề cũng học một tuần một buổi hoặc là hai buổi ở trong trường á mọi người. Was hast du für Fach in Schule? Also wir haben einmal Englisch, dann unsere fachbezogene, also wie soll man das sagen, unsere Fächer. Deutsch auch, oder? Wir haben Englisch, Deutsch. Deutsch, dann heißt es in unsere Fächer einmal LBT und LBTW, also das sind halt die Fächer, dessen Fachrichtung wir Okay. quasi unsere Ausbildung machen. Okay. Ja, genau. Aber keine Mathe. Ja, doch, Mathe ist da auch Ah, okay. dabei.
Kevin học trong trường thì học môn tiếng Anh, tiếng Đức, môn tiếng môn toán và kỹ thuật, nói chung là tất cả đều liên quan tới cái ngành nghề mà Kevin đang học á. Cho nên là mỗi tuần thì là học vào thứ hai, thay đổi một tuần học thứ hai, thứ ba và một tuần thì học thứ hai. Cho nên là hôm nào học trong trường á, thì hiện tại là do dịch corona cho nên là học từ nhà, thì Kevin sẽ học từ nhà. Và hôm nay thì Kevin học từ nhà, Kevin được nghỉ giải lao một chút và mình đã rủ Kevin nói chuyện một chút với lại mọi người. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại video lần sau. Bye Bye. bye!